Rồi, hiểu chào anh em. Thì hiện tại con xe đây là con xe Abarth. Thì con xe này đang bị đứt dây cu loa. Và video hôm nay thì sẽ tháo ra và kiểm tra xem nguyên nhân làm sao mà đứt anh em nhé. Thì anh em nào mà chưa biết thay thế dây cu loa thì anh em xem video này có hiểu nhá. Đấy. Thì trước tiên vào cái đầu video ấy, thì những cái khẩu súng cầm tay tháo ra máy đó này thì bên Hiếu vẫn đang cung cấp cho anh em họ trên cả nước. Thì anh em nào có nhu cầu ấy, muốn mua cái sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp cho Hiếu qua số điện thoại là 0962 783 889 để đặt hàng anh em nhé. Thì chúng ta làm nghề rất là nhanh. Thì anh em thấy đấy, cái súng này là súng cầm tay tháo ra máy thì bên Hiếu vẫn đang cung cấp để phục vụ cho tất cả anh em trên cả nước. Anh em nào có nhu cầu mà muốn mua súng để về làm nghề liên hệ trực tiếp cho Hiếu qua số điện thoại là 0962 783 889. Thì súng thì bên cửa hàng của Hiếu rất là nhiều anh em nhé, để phục vụ cho tất cả anh em. Đấy. Cái việc tháo ra để thay dây cu loa thì nó rất là đơn giản thôi. Nó rất là nhanh. Đấy, không có gì khó cả anh em nhé. Thì anh em chúng ta xem các video clip này của Hiếu để học nghề anh em nhé. Đấy. Anh em thấy không ạ? Thì dây cu loa nó đứt thành sợi như thế này. Đấy. Thì nguyên nhân làm sao mà đứt, có thể nguyên nhân cái thế có thể là do côn nồi của chúng ta bị yếu, và cái thứ hai là có thể là do dây cu loa của chúng ta chạy lâu năm cũng có thể là đứt được anh em nha. Đến xích bằng sắt còn đứt, huống chi là mấy cái đồ dây cu loa như thế này. Cho nên là anh em chúng ta, cái việc chúng ta là thợ ấy, chúng ta có thể tháo ra, chúng ta kiểm tra sửa chữa là chuyện bình thường, có thể tháo ra bảo dưỡng, đúng không? Tháo ra bảo dưỡng định kỳ. Đây là vẫn còn cái sợi dây của nó rất chắc, dây đai này. Đấy, chứng tỏ là sợi dây cu loa này rất là chắc và bền luôn anh em ạ. Đấy. Theo Hiếu nghĩ thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra ống căn ở trên cái dây cu loa trước này. Đấy. Và lồi côn đằng sau xem có nhả nhịp nhàng hay không. Nếu tất cả mọi thứ vẫn ok thì chúng ta chỉ cần thay dây cu loa đi là xong anh em ạ, rất là đơn giản thôi. Bây giờ anh em của Hiếu sẽ sử dụng bằng súng để chúng ta có thể bắn hai cái bộ lồi côn này ra. Thì con ốc ở lồi côn sau này của nó là sử dụng bằng khẩu 19. Còn cái lồi côn trước thì nó đang sử dụng bằng khẩu 22. Anh em nhé. Đứt tan đứt lát luôn, dây rợ. Đây anh em nhìn này. Anh em nhìn đây. Thì trong cái quá trình mà Hiếu tháo ra để sửa chữa ấy, thì Hiếu thấy là cái lồi côn này nó đang bị có vấn đề anh em nhá. Lồi côn trước này, từ ống căn của nó đang bị dơ này. Đấy. Đấy thì cái này nó đang bị dơ. Thì nói chung là khách hàng cũng chỉ bảo là thay cho cái dây cu loa thôi. Còn cái việc quan trọng là mình tháo ra mình kiểm tra ấy, thì mình vẫn cứ kiểm tra cho khách hàng. Đấy, nó có sao thì mình bảo vậy, để cho khách hàng nắm được cái hỏng hóc của mình. Đây ví dụ như là nó bẩn thỉu như này thì mình vẫn cứ tháo ra mình vệ sinh. Đấy.
trong quá trình mình vệ sinh sạch sẽ cho khách hàng anh em nhá. Đấy. Đây. Đấy, anh em nhìn đây. Đấy. Đây là cái trục lát này, nó cũng dơ hết rồi. Đấy. Tức là bi biết ở đây nó cũng có vấn đề, cũng kém rồi. Nhưng mà chắc là chủ xe không thay đâu anh em ạ. Mình chưa kiểm tra, mình biết là như vậy thôi, biết ban bệnh như vậy thôi. Còn là mình thay cho khách cái dây cu loa mình lắp vào là xong, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ này đi, bẩn thỉu này đi. Vì thấy là mình không biết là nó như nào, tức là chắc là con xe này chỉ để đi công trình vớ vẩn các thứ thôi. Còn cái đến cái vỏ yên nó cũng bẩn thỉu mà rách nát, cũng chủ xe cũng có thay mới đâu, cho nên là theo Hiếu nghĩ là cái này Hiếu cũng chỉ vệ sinh sạch sẽ hệ thống này rồi Hiếu lắp cho khách hàng cái dây cu loa. Còn cái việc là hỏng hóc thì Hiếu sẽ tính sau và bảo khách thôi anh em ạ. Đây là bi này, bi côn nổi trước này, chúng ta lắp vào. Đấy, chúng ta vệ sinh sạch sẽ rồi chúng ta lắp vào cho khách hàng y chang thế là được. Thông thường nếu như chúng ta mà phục hồi lại, chúng ta phải thay bỏ cái đời côn trước này. Cái căn này nó dơ đi là nó lổ máy hay bị kêu. Đấy. Anh em của Hiếu sử dụng bằng dây Cura của Honda thì chúng ta sẽ lấy mã là KVB901 anh em nhé. Đấy. Thì anh em chúng ta thì sau khi quá trình chúng ta tra dầu, tra mỡ vào các ổ bi đúng không? Đấy, Hiếu tra dầu, tra mỡ ổ bi rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ ráp lại thôi. Đó. Như này nó rất là đơn giản anh em nhé. Thì chúng ta sẽ đưa lên xe. Rồi. Đây Hiếu sẽ để máy quay xa xa một chút này. Đấy. Cái này mà muốn ngon ấy thì chúng ta phải làm cả hệ thống bi trục lắp luôn. Thì hệ thống bi trục lắp cái này của nó đang bị dơ này. Đấy. Nhưng mà khách hàng bảo chúng ta làm gì thì chúng ta làm như vậy thôi. Còn việc kiểm tra thì ban bệnh thì nó như vậy.
Rồi, ok rồi anh em. Bây giờ mình sẽ bàn ốc hoàn chỉnh hai bên là ok. Đấy, như vậy là ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ ráp lại và chúng ta khởi động xe là xong. Đấy, các cái hệ thống bây giờ chúng ta bắt ốc rất là nhanh. Thì Hiếu cũng chia sẻ cho anh em rồi. Bên Hiếu vẫn đang cung cấp và phân phối cho anh em cái súng cầm tay tháo ra máy để anh em chúng ta có thể làm nghề, làm quán sửa xe máy rất nhanh và rất là đơn giản để phục vụ cho tất cả anh em trên cả nước. Anh em nào mà có nhu cầu mà muốn mua súng để về chúng ta làm nghề, cứ liên hệ trực tiếp cho Hiếu qua số điện thoại là 0962 783 889. Hiếu sẽ gửi hàng cho tất cả anh em trên toàn quốc anh em nhé. Hiếu sẽ để máy quay xa xa chút này. Đấy, để Hiếu bát này rất nhanh luôn này anh em. Rồi, ok rồi anh em ạ. Thì trong cái quá trình mà Hiếu vừa hướng dẫn cho các anh em thay thế dây cu loa, thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra hệ thống đề. Thì con xe này của nó đang bị mất đề anh em ạ. Đấy. Thì khi xe của khách bảo đứt dây cu loa không đi được thì đến quán của Hiếu, thì Hiếu cắm chìa khóa vào Hiếu kiểm tra. May mà Hiếu còn kiểm tra chứ mới bảo cái xe không đề được chứ. Chứ còn Hiếu mà không kiểm tra thì lúc khách hàng đi về rồi nên bảo ô xe lúc anh đến đây vẫn bình thường. Đấy, nhiều khi dở lắm anh em ạ. Cho nên anh em chúng ta làm nghề sửa xe ấy, khi xe của khách đến quán của anh em chúng ta phải kiểm tra lỗ được, đi được đàng hoàng rồi mới tiếp nhận. Đấy, ví dụ xe con này đứt dây cu loa thì chúng ta phải lỗ được máy. Chứ không phải là anh cứ để đây cho tín em kiểm tra, xong lúc chiều khách họ đến anh em chúng ta cũng không kiểm tra hệ thống đề, chúng ta cứ bảo là đứt dây cu loa, chúng ta kiểm tra dây cu loa thôi, xong là xe của khách không đề được, khách cũng không biết, khách bắt đền mình rồi tự dưng là cãi nhau, đúng không anh em? Đấy, cho nên là rất là phức tạp anh em nhá. Hiếu thử đạp xem nào, xem có lỗ được không. Chúng ta đạp vẫn lỗ nha anh em nha. Đấy, bây giờ chỉ có hệ thống đề thôi. Và bây giờ Hiếu sẽ tắt máy đi và Hiếu sẽ kiểm tra lốp của đề cho khách hàng. Rồi, Hiếu chào anh em.